Thưa quý vị, trong phóng sự trước, chúng tôi đã đề cập đến thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy và thoát nạn tại các chung cư cao tầng ở thành phố Đà Nẵng. Thực hiện công điện số 825 ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, vừa qua Đà Nẵng đã triển khai tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với các loại hình công trình chung cư, nhà tập thể, ký túc xá, căn hộ, nhà trọ cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh dịch vụ lưu trú có mật độ người ở cao trên địa bàn thành phố. Mời quý vị theo dõi tiếp phóng sự sau. Nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy và thoát nạn an toàn cho các khu chung cư. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng lưu ý kiểm tra đối với các công trình nhà ở đã đưa vào sử dụng có thiết kế nhiều tầng, tập trung đông người và có nguy cơ cháy nổ cao. Riêng đối với các khu ký túc xá, chung cư, cần rà soát kiểm tra việc tự ý biết các lối thoát hiểm, không gian công cộng, lắp đặt các thiết bị và bố trí vật dụng gây cản trở lối đi và không gian sử dụng chung ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy. Quản lý các bãi đỗ xe ở tầng hầm, tầng trệt, quản lý việc sạc điện của các xe máy điện có giải pháp đảm bảo an toàn. Trước cái tình hình về cháy tại chung cư ở Hà Nội, thì Ủy ban thành phố cũng đã chỉ đạo cơ sở xây dựng, các quận huyện, công an thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm những cái trường hợp vi phạm. Và thời gian đến chúng tôi cũng sẽ có cái kế hoạch để mà tổng rà soát, và thật sự là chúng tôi cũng đã dành một kinh phí để mà duy tu sửa chữa và công tác phòng cháy tại các cái chung cư do thành phố đầu tư. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, quận Sơn Trà đã tổng kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy chữa cháy tại các chung cư cho biết. Trên địa bàn quận Sơn Trà thì hiện tại là có 16 khu chung cư và 76 block, mà trong đó là 11 khu chung cư thuộc diện là quản lý nhà nước. Đối với các chung cư thì trước khi đưa vào hoạt động thì đã được thẩm duyệt và nghiệm thu. Tuy nhiên đối với những cái chung cư đã cũ trước đây thì đa phần cái lối hành lang là cầu thang bộ hở, nên là cái việc khi có sự cố xảy ra cháy thì cái việc nhiễm khói nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trong quá trình thoát nạn. Hiện Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng đang quản lý 43 chung cư nhà liền kề với hơn 9.990 căn hộ. Quy mô các khu chung cư được xây dựng từ 3 đến 12 tầng. Hầu hết các khu chung cư đều còn trong niên hạn sử dụng theo quy định. Hệ thống phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư đã được đầu tư cải tạo, sửa chữa nâng cấp, luôn trong tình trạng đảm bảo hoạt động tốt khi có sự cố. Định kỳ hàng năm, Trung tâm phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư theo đúng quy định. Qua công tác phòng cháy thì chung cư đã cũng chuẩn bị là đầy đủ, không có một vấn đề chi xảy ra. Còn hiện giờ trừ là đang còn cái tồn tại là cái chỗ chuồng cọp vẫn chưa có lối thoát ra, với lại hành lang là bà con còn để cái đồ lộn xộn. Thì vừa rồi thì các cái tòa nhà đã được thành phố đầu tư lại về cái hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì công tác chữa cháy thì cơ bản, nhưng công tác phòng cháy thì rất là lo ngại. Vì hiện nay là qua cái nắm bắt cái các vụ cháy vừa rồi thì cháy là ở dưới tầng hầm chung cư, và chết là do chết ngạt. Do vậy thì đối với lại liên hệ với các chung cư trên địa bàn phường thì tôi thấy rằng các nội dung này cũng khá là đáng quan ngại. Thứ nhất là hiện nay các nhà xe ở các chung cư là ở tầng hầm, đa số là tầng hầm. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống mà thoát hiểm là ở ngay giữa tòa nhà. Cái này thì thông thường vụ cháy xảy ra thì khói nó sẽ tập trung ở đó, và người dân thoát hiểm thì sẽ dễ bị cháy ngạt. Theo nhận định của các chuyên gia về phòng cháy chữa cháy thì hiện nay các chung cư trên địa bàn thành phố đã đảm bảo thiết bị về chữa cháy. Vấn đề phòng cháy là nên di dời bãi đỗ xe máy ra khỏi tầng hầm chung cư và trang bị hệ thống thang bộ thoát hiểm bên ngoài tòa nhà thì mới hy vọng có thể giảm thiểu được nguy cơ thiệt hại về người. Trong cái đợt rà soát lần này, nếu như có điều kiện, những khu chung cư nào có điều kiện thì tôi cũng thấy rằng là cũng nên khuyến cáo là cần thêm, bổ sung thêm những cái giải pháp. Nếu như ở tới khu mà có nguy hiểm thì cần thêm bảo cái giải pháp là làm cái lối thoát nạn ngoài nhà. Lối thoát nạn ngoài nhà đây không, nếu như có điều kiện thì chúng ta phải làm cầu thang tăng sát ngoài nhà, mà cầu thang bộ đàng hoàng chứ không thể nói là cầu thang leo, cầu thang dây được.
Nếu như có điều kiện thì bổ sung thêm cái cầu thang sắt ngoài nhà đúng cái tiêu chuẩn chứ. Cái cầu thang dây thì khi tình huống xảy ra lúng túng rồi thì có thoát qua đấy cũng khó mà an toàn cho người dân.